Tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, khi nhận thấy một nam tài xế không đến công ty làm việc, người đồng nghiệp tới phòng trọ kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện người này đã tử vong trong tư thế treo cổ. Cơ quan chức năng bước đầu xác định nạn nhân tên là TQD, tên đã được chúng tôi đọc tắt, 33 tuổi, làm tài xế xe thư báo. Thông tin ban đầu, sau một ngày không thấy tài xế D đến công ty nhận hàng để đi giao, nhân viên công ty gọi điện thoại nhiều lần, nhưng D không nghe máy. Nghe có chuyện chẳng lành, tối 10 tháng 10, nhân viên công ty lần theo định vị, thấy xe đang đậu ở đường D19, khu dân cư Việt Sinh, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Và trong phòng trọ kiểm tra, nhân viên công ty phát hiện anh D tử vong trong tư thế treo cổ ở trên gác. Công an thành phố Thuận An đã phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ việc.